Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài thứ mà mình đã làm trong những cái buổi livestream nha. Đó, thì đầu tiên mình đã gặp được cái em Meltan rồi nha các bạn. Ai mà chưa thấy được Meltan như thế nào thì các bạn có thể xem ở đây. Bắt đầu. Không ra là không ra. Thấy mèo tan khó quá. Để mình dứt mèo này trước à. Để đây xíu nữa nó cản trở công chuyện của tôi. Mèo tan không ra hả? Không ra luôn. Ủa nó khó kinh khủng vậy. Ra không? Khó phải chưởng vậy. Ui, cấp 120 rồi mà vẫn chưa thấy gì anh em à. Chưa thấy gì luôn. Khó lắm. Ôi, không thấy xuất hiện luôn á. Ta la, trời ơi. Ta la, không được. Ta la. Khó gì dữ vậy trời. Xuất hiện đi. Meltan. Meltan. Wow, khó hơn mình nghĩ các bạn à. Lại nhiều quá nhiều cái này rồi nè. Meltan. Và cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi nha các bạn. Đây. Cuối cùng thì Meltan chúng ta đã xuất hiện rồi nè. Rồi, mình sẽ lụm nó luôn bằng Whipburn. Yes. Và khi bắt nó. À, từ từ. Ôi bắt khó vậy. Bắt khó gì vậy ba? Đi bon phải coi. Ui, bắt khó vậy. Livon tiếp tục nha các bạn. Đúng là liền thoại, bắt khó vậy. Không phải không đi mai nữa. Con này bắt cũng khó lắm. Từ từ nha. Nếu mà nó không ổn thì chúng ta dùng Master Ball luôn nha các bạn. Tại vì rất là cực khi mà gọi con này ra. Rồi, một quả Liverpool nữa không được thì mình sẽ dùng Master Ball luôn nha. Khi bắt nó sẽ có 60% cơ hội biến thành Ditto nha. Tức là bắt nó chưa chắc nó đã là Meltan nha các bạn. Đó, rất là khó chịu luôn. Anh sao em chơi nó cứ dâng game ra. Cái đó anh không biết nha. Chạm Ball nha các bạn. Samuel tiếp tục. Con này mới cấp 5 thôi nên mình rất là sợ nó hết skill. Chắc cái skill Harden đó nó xài cũng rất là lâu đó. Ôi, nó bút cái gì liên tục à. Sợ với chứ. Tiếp tục là Samuel nha các bạn. Từ từ nha các bạn, cứ từ từ thôi. Không có gì hết. Thôi, Master Ball luôn nha các bạn. Master Ball luôn đi. Master Ball luôn. Bắt khó quá rồi. Cấp 5 Liverpool. Nhưng mà đây là huyền thoại em à. Nó không phải là Pokemon thường đâu. Yes. Và nó là thành Ditto các bạn ơi. Ủ hết một quả Master Ball rồi nè. Ôi. Vãi chưởng à. Nó thành Ditto rồi. Các bạn thấy không? Ditto cấp 5. Mình nói mà. Hay, cuộc sống mà các bạn. Meltan xuất hiện và thành Ditto. Thôi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Nói chung là mở được nó là cũng hên lắm rồi. Đó, thà
có còn hơn các bạn ơi. Đó, đó là 60% cơ hội mà mình đã nói đó. Masterball đã có được con Diptor. Trời ơi, quá cay luôn. Còn gì nữa? Mất hết quả các bạn à. Nhưng mà không sao. Được chiêm ngưỡng nó như vậy là được lắm rồi. Rồi, và như thế là xong. Rồi, ngoài ra thì mình đã thêm được một quả Master Ball. Đó, tuy bắt hụt Meltan nhưng mà chúng ta đã có lại thêm một quả Master Ball rồi các bạn ơi. Nó cũng an ủi được cái phần nào rồi đó. Chúng ta không nên tiêu cực như vậy. Hãy chúc mình có được cái con Meltan đi nào. Chứ mình cũng chỉ mong nó xuất hiện một lần nữa các bạn ơi. Lần này chúng ta sẽ bắt cho nó biết sợ là gì luôn. Ôi không xin rồi. Chết tôi rồi. Không xin nha, không xin nha rồi. Em thấy rạch. Mày này con. Oh. Số phận anh em ạ. Master Ball đã trở về rồi nha. Quá đã luôn. Trời đất ơi. Còn gì xịn so băng nữa. Thôi mình sẽ cất lại em Asus này. Thì chúng ta sẽ lấy lại em Scissor ra nha các bạn. Đánh không được thì mét Asus. Có đón chán, có đón sáng tạo mà. Hên vải trưởng luôn. Đây, để mình xuống đây mình kiểm tra coi ông ăn khứa này bán cái gì đây. Wow. Bán bon dởm. Giga Impact Dragon Red. Không có bán qua từ Shuriken hả ta. Trời ơi. Biết bây giờ nó học cái Water Shuriken ở đâu đây. Khổ quá. Murilaner thì không có gặp nè. Ồ, gì đây? Có phải là một Mututor nữa không ta? Chúng ta qua coi. Mututor nữa các bạn à. Hello. Ôi. Có skill gì không? Electric Terrain, Extreme Speed, Ancient Power. Oh, Secret Sword. Ha ha. Chúng ta sẽ học cho con kẹo dẻo. Secret Sword. Ồ, giá quá rẻ luôn các bạn ơi, quá bèo. Hô hô, đây rồi. Ê, lộn. Lộn, Secret Sword. Mình sẽ học thay skill Retaliate gì vậy nha. Đó, và kẻ dễ của mình nó đã đổi hình dạng khác rồi nha các bạn. Trời ơi, xịn chưa. Đây. Đó. Quá xịn sò luôn. Trời ơi. Ghê. Được, làm gì vậy? Quá đã. Rồi mình sẽ cất nó lại. Để mình lên mình coi lại một lần nữa nha các bạn. Còn con Ray nữa, đúng rồi. Còn con Ray nữa là hết rồi. Ray thì chúng ta phải không được rồi. Ở đây không có Dragon Essence anh em ạ. Thằng này có được kẹo dẻo rồi nè, ngon lành canh đao liền. Ồ, có con Hitmon Top, nó tính thách đấu mình các bạn ơi. Láo nè, chầm chết queo luôn. Rồi, về cái phần tiếp theo thì cái con kẹo dẻo này nó đã được thay đổi cái form rồi các bạn. Đây là Resolve Form. Đó,
Ây da, tới đây biến hình cho tôi coi. Để mình chờ một xíu coi thử nó có biến hình nha các bạn. Các bạn thấy không, cái sừng nó đã dài ra nè. Và bờm, bờm của nó cũng đã rất là đẹp luôn rồi nè. Đó, ghê chưa? Ồ, các bạn thấy chưa? Đã vãi chưởng luôn. Ồ, quá xịn sò luôn các bạn. Thì cái con này mình rất là may mắn luôn khi mà đã học được Secret Sword. Đây là thanh gươm bí, thanh gươm bí ẩn nha các bạn, bí mật. Học được cái skill này á thì chúng ta có thể thay đổi cái form như kẹo dẻo nha. Và mình còn một con nữa, đó chính là con Ray. Ray thì mình chưa học được cái skill Dragon Ascent anh em ạ. Hơi là lét buồn nhưng mà thôi kệ. Rồi, và trong lúc livestream thì mình cũng đã có chế tạo hai cái bộ giáp, đó là bộ giáp Thunderstone và bộ giáp Firestone nha các bạn. Đó, ngoài ra mình còn có một bộ nữa, đó chính là bộ Waterstone, nhưng mà mình sẽ kể sau đi. Rồi, đầu tiên thì bộ Thunderstone trước nha. Bộ này thì được chế tạo bằng mấy cái loại đá Thunderstone các bạn ạ. Đó, rất là bình thường luôn, không có gì hết. Đây, và chúng ta còn có thể làm được sẻn nè, làm được cuốc, kiếm, làm được búa luôn nè, hay vậy, rìu luôn các bạn, quá là xịn sò luôn. À, và làm được cái hô này luôn nè. Khá là xịn. Rồi, thì công dụng của cái bộ giáp Thunderstone này là chúng ta sẽ có được một cái đôi giày chạy với tốc độ là 100% speed nha. Nó sẽ gia tăng thêm nha các bạn. Đó, tức là chúng ta sẽ chạy gấp 2 lần tốc độ bình thường. Ngoài ra chúng ta còn được cái đào nhanh. Đó, đây là đào nhanh cấp độ 2 luôn nha. Nói chung là đào cái gì cũng rất là nhanh. Đó, làm cái gì cũng nhanh hết á. Tay chân nhanh nhẹn hết các bạn à. Đó, xịn sò. Rồi, đây. Về cái phần những cái bộ giáp thì mình sẽ cho các bạn coi. Helmet. Đó, chúng ta có rất là nhiều cái bộ giáp ở đây luôn. Mình chỉ mới có được 3 bộ thôi, là bộ Thunder, bộ Water và bộ Fire. Đó. Ngoài ra chúng ta còn có bộ Leapstone nè, bộ Moonstone, bộ Sunstone, Dawnstone, Duststone. Đó, và những cái bộ giáp khác như là bộ giáp của đội hỏa tiễn, đó, Rocket nè, đó. Bộ giáp của bộ của cái team Plasma, đây là Neo Plasma nha các bạn. Có bộ giáp Plasma riêng luôn nè. Bộ giáp Aqua hả? Xịn vậy. Magma. Và còn cái gì nữa không? Hình như là hết rồi đó. Rất là nhiều thứ xịn sò luôn nha các bạn. Đó. Thì trước tiên thì cái công dụng nó như vậy thôi. Đó, mình có thể chạy với tốc độ như thế này nè. Quá xịn luôn. Và cái đôi giày này thì mình cũng đã có cường hóa Deep Strider, tức là đi ở dưới nước. Chúng ta sẽ đi dưới nước rất là nhanh luôn, y chang ở đi trên cạn luôn các bạn ơi. Đây, đó. Xuống nước nó cũng không có làm ảnh hưởng gì tới tốc độ của mình cả. Ồ, bộ này thôi, đi là khỏi bàn luôn. Dùng để phiêu lưu là hết bài luôn các bạn. Để chúng ta có thể chạy với tốc độ như thế này nè. Trời đất ơi, kinh khủng. Nó còn gấp đôi cái đôi giày của mình nữa. À, chạy nhanh như vậy mà vẫn kiếm được tôi. Chết queo. Nó cho mình mấy miếng thịt bò anh em ạ. Rồi, chạy tiếp. Xịn chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái bộ giáp thứ hai, đó là bộ Firestone. Đây, Firestone này thì khi đeo vào cái đôi giày nó cũng cộng tốc độ chạy, nhưng mà chỉ cộng 50% thôi. Đó, đôi giày nó vẫn như đôi output của mình thôi. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có Fire Resistance, kháng lửa cấp độ 3 nha các bạn. Đó, chúng ta có thể đi vô lửa, đi vô lava thoải mái luôn, nó không có bị vấn đề gì cả. Mặc dù nó có cháy. À, nó có cháy cái bộ giáp của mình, nhưng mà không có gì hết các bạn ơi. Đang cho chim lửa tắm lửa nè. Đây, đó, bạn thấy không? Mặc dù có cháy nhưng mà bộ giáp này nó không có hư hại nha. Cái hư hại này là do mình lỡ đụng vào xương rồng đó. Đụng vào xương rồng thì nó sẽ bị hư như vậy đó nha các bạn. Bộ này thì cũng rất là xịn thôi, rất là thích hợp để mà các bạn đi đi mai các kiểu đồ á. Chúng ta sẽ không bị sợ lava nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ tới với cái bộ thứ ba nha các bạn. Để mình lấy cái bộ thứ ba ra coi. Đâu rồi? Đây, bộ thứ ba của tôi đây rồi. Cất cái bộ Thunder vô cái đã. Bộ thứ ba là bộ Water nha các bạn. Được chế tạo từ Waterstone. Nói chung là những cái loại đá dùng để tiến hóa Pokemon, chúng ta vẫn có thể tạo được những bộ giáp. Thì bộ này chúng ta sẽ được Water Rating
cấp độ 2, nó như vậy hoài luôn nha bạn. Cái này thì chính là thở dưới nước nha, và đôi giày thì nó cũng được cộng thêm 50% tốc độ chạy nữa. Nói chung là cũng rất là xịn sò luôn. Đó. Bộ này thì chúng ta có thể dùng để mà đi lặn dưới mặt nước được. Cái này thì mình vẫn chưa có cường hóa Deep Rider vào, nên là đi dưới nước nó sẽ rất là chậm nha. Đó. Thôi, chắc chúng ta sẽ đi về nhà và cường hóa luôn nha các bạn. Làm trong tập ngày hôm nay luôn. Đó, xịn sò. Thì mình chỉ có một vài cái tài nguyên để mà chế tạo được 3 bộ giáp thôi. Đó. Còn những cái loại giáp khác thì chúng ta sẽ hẹn trong một cái tập nào đó nha các bạn. Đó. Rồi, thì chúng ta sẽ đi cường hóa thôi. Để mình có cái bộ giáp lửa vô đây cái đã. Đó, đây bộ giáp lửa nha các bạn. Cường hóa bộ giáp. Đâu rồi, mấy cuốn sách của tôi đâu? Sách nè, 8 cuốn và lát bít. Hy vọng là mình sẽ có được Deep Strider nha. Đó. Ồ, không có rồi. Sáp nịt, không cần đâu. Fire Protection. Ồ, cái này là Enchant kháng lửa đó các bạn. Chúng ta lấy cũng được nhưng mà thôi, mình sẽ không lấy đâu. Fortune cấp 2 luôn. Wow, xịn đó, hàng xịn. Oh, Power. Thôi, không lấy luôn. Protection cũng không lấy luôn. Efficiency cấp độ 3, không lấy luôn. Ồ, trước mắt chưa có gì may mắn. Toàn là xui xẻo không à. Và chúng ta kiếm coi mình còn cái quyển sách nào quanh đây không. Tôi hết sách để cường hóa rồi hả ta. Đây còn hai quyển nữa các bạn. Nếu không có thì mình có thể qua những cái ngôi làng khác để mà mình lấy sách về. Sách thì lấy rất là dễ thôi. Có vẻ là không còn rồi đó. Ủa, này efficiency unbreaking quá chừng luôn ha. À, sách đây nào, quá xịn luôn. Ok. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành tiếp tục nha bạn. Oh, protection, lại là nó. Cường hóa thiệt là khó khăn quá đi. Oh, Deep Trader. Cuối cùng cũng có được nó rồi các bạn à. Deep Trader cấp độ 3. Trời đất ơi. Rồi, cuối cùng cũng có được mày rồi nha. Mình sẽ lấy thêm Awa Infinity ra. Hai cái Awa Infinity nè. Để mình kiếm coi còn Feeder Fallen không ta. Feeder Fallen. Còn về mấy cái Unbreaking thì chắc mình sẽ cường hóa sau nha các bạn. Thôi, để mình lấy cái bộ giáp kia ra cái đã. Mình lỡ cắt nó vô đây rồi. Đây, đó, ngon lành. Ngon lành canh đào luôn. Cái này chúng ta sẽ đi vô cái đê này và tiến hành khảm nó nha các bạn. Deep Trader đã khảm. Rồi, mình sẽ đi test cái công dụng của nó coi. Đó, chỉnh cho liền. Ồ, con này nó chạy nhanh quá. Tôi không ngờ luôn á. Rồi, để mình xuống đây mình thử coi nha. Rồi, chúng tôi sẽ đeo bộ Waterstone vô nha các bạn. Waterstone đã quá ổn định rồi. Thôi đi dưới nước rất là nhanh luôn rồi các bạn ơi. Và chúng ta sẽ không bị bất kỳ cái gì cả. Xuống nước đây chúng ta coi như là bất tử luôn rồi. Tại vì chúng ta có được cái engine Water Breathing 2 nè. Thở nước vài luôn. Thở mà còn đi nhanh vậy nữa là quá y bài luôn. Rồi, thì chắc bộ đó mình sẽ cất lại thôi. Chúng ta sử dụng những cái bộ Thunder là chính nha bạn. Để mà đi phiêu lưu cho nó gọn. Sời đất cơi, xịn sò liền. Còn bây giờ thì mình sẽ không còn cái Orinin Boot này nữa. Cái đó nó có Deep Rider luôn. Mà thôi mình không cần nữa đâu. Cái giày đó nó chỉ đeo có một món đồ thôi. Còn này là nguyên một cái bộ giáp luôn. Nó còn có cộng nhiều thứ khác nữa. Xịn sò liền. Để mình coi trong đây còn cái Enchant nào nữa không. Toàn là Fortune không vậy. Unbreaking. Một cái nè, hai cái nè, ba cái nè, bốn cái nè. Wow, Unbreaking mình rất là nhiều nha các bạn. Efficiency cũng rất là nhiều nữa. Siêu thích nữa. Thôi, vậy chắc mình sẽ cả khảm Unbreaking vô những cái bộ giáp này trước nha.
Brad Pitt là Julie hả? Chúng ta sẽ cắt lại luôn. Protection. Là gì đây? Aqua Infinity hai cái luôn hả? À, chắc mình sẽ khảm vô một cái mũ. Đâu rồi? Mình đã để cái bộ giáp kia đâu rồi? Ờ, cái bộ giáp lửa mình để đâu rồi các bạn? Để nó mất tiêu rồi. Giấu ở đây hả? Đây rồi các bạn. Đây mình sẽ khảo những cái mũ của cái giáp lửa trước đã. Đây là Aqua Infinity nha. Đó. Chúng ta khảm vô. Chúng ta sẽ tăng được cái thở dưới nước á. Rồi mình sẽ tiếp tục. Chắc mình sẽ cất cái mũ này ra ngoài này trước đi. Nó đi nhanh quá. Nhanh quá làm tôi rối. À đeo nguyên bộ thì chúng ta sẽ được 100% speed lận. Còn đeo đeo mà thiếu á thì chúng ta chỉ được có 50% speed thôi. Cũng hay. Rồi, bây giờ mình sẽ khảm vô cái bộ này. Ok, xịn sò rồi. Còn cái mấy cái Feather Falling này chắc mình sẽ để lại nha các bạn. Trời ơi, hiện tại chúng ta còn có rất là nhiều. Sau khi mà Engen sẵn tiện mình sẽ cho em Montret này lên luôn. Đó, lên cấp 99. O, học được Burn Up nè các bạn. Skill xịn. Và mình sẽ thay bằng Heatwave nha. Flamethrower thì nó thua Heatwave hả? Chắc mình thay bằng lem rau quá các bạn. Cho nó chất chơi. Cấp 99 rồi. Quá xịn xò luôn. Rồi bây giờ với cái bộ giáp này thì mình có thể di chuyển rất là thoải mái rồi đó. Chúng ta có thể đi qua Wormhole để mà lấy thêm một vài cái cuốn Enchant nha. Rồi mình sẽ nói thêm về một em Pokemon nữa, đó chính là Nidroma. Em này mình đã rất là may mắn khi bắt nó dễ dàng bằng Tamerbon trong cái buổi livestream luôn nha. Đó,
Thì nội dung nó như thế này nè. Trong quả Whitbon đầu tiên nhé các bạn. Hàng này hàng xịn. Wow, tìm em đắt ra nhưng mà ra Nigroma, ngon. Hy vọng nó không có skill nào tự gây sát thương cho nó nha. Đây mình sẽ tự thu phục nó trước đây. Trước tiên là Force Whip trước nha các bạn. Rồi, một máu rồi. Dustborn nha. Dustborn trước đi. Độ cao phải này thì Dustborn cũng không có ăn thua, nhưng mà thôi kệ. Xài thử coi. Giờ khó quá, Ultra Ball. Trời nó sáng luôn rồi. Chúng ta đã mất cơ hội có được Darkrai rồi, nhưng mà ô hồi máu hả? Hey, mày cũng chơi cái chiêu khá là căng đó con. Nigroma. Đừng có chơi hồi máu chứ mày. Chơi sạch sẽ chứ. Ghê. Mình sẽ tiếp tục. Chắc cái này lần này dùng Summer Ball nha các bạn. 7 tiếng rồi lại em Nigroma này cũng quá tốt. Yes. Và cuối cùng Nigroma đã vào tay mình. Quá xịn trò luôn anh em. Còn gì bằng nữa. Trời đất ơi. Quá đã. Đây, Nigroma spawn tại Root Forest. Trời ơi, con này bắt quá gọn luôn. Để mình coi. Nigroma, nó đây rồi. Phê phê anh em ơi. Này đập đá. Như vậy là quá ok luôn rồi. Còn gì bằng nữa. Rồi để mình tiếp tục đi phiêu lưu nữa nha các bạn. Đó là về em Nigroma nha các bạn. Nhìn nó đẹp chưa kìa. Và con Nigroma này thì nó có sẵn cái N Lunarizer. Đó, dùng để kết hợp Nigroma và Lunala nha các bạn. Đó. Nó còn một cái nữa đó là Solarizer nha các bạn. Đó, dùng để kết hợp Nigroma và Solgaleo đó. Muốn thách đấu tôi đúng không? Burn up nè, skill mới nè. Chết quẹo luôn. Rồi, Nigroma xịn sò liền. Con này thì mình đã cho các bạn coi cái thông tin rồi. Kích thước là nguyên mẫu. Xịn chưa? Không cộng không trừ luôn. Và thuộc hệ tâm linh nha. Nó có được 3 skill gây sát thương nè. Và một skill Morning Sun dùng để hồi lại máu. Cũng ngon đó. Tổng hợp lại chúng ta đã có được 764 em Pokemon trên 809 em rồi. Quá là xịn sò luôn. Nói chung là cái số đó nó càng lên thì mình càng vui đây. Tìm một em Ray khó lắm các bạn ạ. Hit Way nó mới được. Giỡn hả mày. Đó. Quá xịn luôn. Rồi, chắc bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái wormhole để mà chúng ta đi qua bên
Ultra Space nha các bạn. Đây, đây là một cái Static Shrine, nó nằm khá là xa cái nhà của mình. Đó, nên mình teleport tới luôn. Chỗ nào mà càng xa thì càng tốt. Rồi, mình sẽ lấy em Assert ra nha các bạn. À quên, Niroma có thể mở được mà. Còn gì Assert? Quên mất. Niroma này vẫn có thể mở được Wormhole nha các bạn. Đây, mở Wormhole. Đó, các bạn thấy chưa? Quá xịn sò luôn. Ô, oh, và Vittini đã xuất hiện. Một em Legendary nữa. Vittini. Con này thì mình đã có rồi các bạn ơi. À, nó xuất hiện mà nó tàn hình hả ta? À đây các bạn ơi, tới có chút xíu à. Ồ, tiếc quá, mình đã có đó rồi. Nên thôi, thôi kệ, giết nó luôn nha các bạn. Vittini. Rất là dễ thương luôn. Chết queo Vittini luôn. Nó cho mình Odd and Sand. Ngon. Rồi, mình sẽ tạm lấy cái ba lô đỏ này đi. Để chúng ta đựng đồ cái đã. Rồi, dùng Zapdos để mà bay qua Wormhole thôi các bạn. Mới mở Wormhole xong, đi vô mới được. Ôi, gần đây nó có một cái Static Shrine luôn hả? Hay vậy. À không, nó lót chưa kịp. Mình cứ tưởng cái gì. Ây da, mới đáp xuống mà đã thách đấu tôi rồi. Chết queo liền. Rồi, thì ở đây mình sẽ tiến hành đi kiếm mấy cái tòa tháp nha các bạn. Ồ, chúng ta gặp được một cái vùng. Đó chính là Ultra Deep Sea. Ồ, đây, đây, đây rồi, đây rồi. Mình thấy rồi, một cái phi thuyền này các bạn. Chúng ta sẽ khám phá thử coi. Giờ là tôi cần mấy cuốn sách Enchant lắm. Tôi không có dám bỏ như hồi xưa nữa đâu. Hồi xưa mình đã có một bộ rồi, nhưng mình không có cần mấy cái cuốn sách Enchant khác các bạn à. Hồi xưa mình đã có bộ Diamond, nó full Enchant rồi. Enchant Mending các kiểu nữa. Chúng ta không có cần. Nhưng bây giờ thì cần rồi đó. Ồ, gì đây? Cái cấp Commanding. Nhưng mà nếu mà cầm cái cấp này vô thì coi như là chúng ta bị dính hoài luôn các bạn. Nó có Curse of Vanishing nè. Ghê quá. Ồ, cái này thì có được vàng và sắt hả? Cũng được các bạn ơi. Có còn hơn không? Rồi, nói chung tập này là quá là may mắn luôn các bạn ơi. Đó. Chúng ta đã được thêm một em Pokemon nữa là Nigroma. Thêm một cái firm mới nữa cũng kẹo dẻo, đó chính là Resolu firm. Đó. Nói ra mình đã gặp được em Meltan nè. Và may mắn có lại được một quả Master Ball nữa. Không uổng phí. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy video này hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này và nhớ like bay Fury Gaming để nhận được thông báo mới nhất về lịch ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.